Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành một bức tranh hình ảnh về chú gấu đang ngồi ăn dưa hấu các bạn nha. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho cái bức tranh của mình ngày hôm nay nha. Về phần vỏ dưa hấu thì mình sẽ sử dụng màu xanh để tô cho cái phần vỏ dưa hấu nha mọi người. Và đây là phần vỏ dưa hấu mọi người nhé. Sẽ được mình hoàn thành với màu sắc đó là màu xanh nha. Và mình sẽ tô lần lượt cho đến khi mà hết cái phần vỏ dưa hấu thì thôi nha mọi người. Đây là phần vỏ dưa hấu của mình. Thường thì dưa hấu thì sẽ có màu đỏ nên là mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô cho cái phần dưa hấu của mình. Mình sẽ tô phần miếng dưa hấu với màu sắc đó là màu đỏ mọi người nhé. Và đây là bức tranh mình đã tô màu cho hình ảnh của cậu bé khám phá lần trang và đang dùng những ngôi sao. Chúng ta có thể tham khảo mọi người. Và cái video tô màu cho bức tranh ngày hôm nay của mình đã hoàn thành xong rồi, sẽ kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại mọi người trong cái video tô màu tiếp theo trên kênh của mình. Và mọi người xem video thì ủng hộ cho mọi người bằng cách cho mình một like, một like cũng như là đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi thêm nhiều video tô màu nha. Tiếp theo thì mình sẽ tô đến cái phần tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần dưa hấu tiếp theo nha. Và mình sẽ sử dụng màu đỏ. Màu đỏ để tô cho phần chiếc áo của con gấu nhé. Mình sẽ tô phần tay áo trước với màu sắc đó là màu đỏ. Tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần cổ áo và thân áo mọi người nha, với màu sắc đó là màu đỏ mọi người nha. Đây là phần chiếc áo của con gấu của mình. Con gấu mặc áo đỏ ngồi ăn dưa hấu màu đỏ. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu vàng để tô cho cái phần da của chú gấu. Và mình sẽ sử dụng này tô màu cho phần tai trước và phần mặt các bạn nha. Tiếp tục là phần tai. Sau đó thì đến phần mặt. Mình sẽ tô lần lượt cho đến hết phần khuôn mặt của chú gấu với màu sắc là màu vàng các bạn nha. Và tiếp tục là đến phần miệng các bạn nha. Và tiếp tục thì mình sẽ tô cho phần tay. Và phần mông các bạn nhé. Phần áo bên dưới thì tô xanh lá. Và tiếp tục là cái phần bụng. Và phần chân các bạn nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần chân. Và đến phần tay các bạn nha. Và mình đã hoàn thành xong các bức tranh hình ảnh về con gấu đang ngồi ăn dưa hấu rồi các bạn nha.
Và đây là tác phẩm của mình các bạn nhé. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh con gấu đang ngồi ăn dưa hấu các bạn này, đã được mình hoàn thành bởi 3 phân loại màu sắc. Và các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành cho bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhấn like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.